Xin chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thảo luận tại phiên họp tổ của Quốc hội về dự án luật căn cước sáng 10 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua quá trình làm căn cước công dân cho người dân, lực lượng công an phát hiện có cả triệu người dân không có bất cứ thứ giấy tờ nào, họ đa phần thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội. Người đứng đầu ngành công an cho rằng đây là thực trạng đáng buồn. Khi mà cả trong thống kê dân số, những người nói trên cũng không có tên vì họ không có giấy tờ gì, không có căn cước, không hộ khẩu. Từ trước đến giờ chúng ta nói hệ thống quản trị rất chặt chẽ từ trung ương đến địa phương nhưng vẫn bỏ lọt hàng triệu người. Ông Tô Lâm nói, ở vùng sâu, vùng xa, từ thực tế tiếp cận của lực lượng công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết có những người chưa bao giờ đi ra khỏi nhà mình, chưa bao giờ đi ra khỏi làng, bản. Họ chủ yếu là người yếu thế, người già không nơi nương tựa, người ốm đau, bệnh tật kéo dài, người tàn tật. Những người này chỉ quanh quẩn ở trong ngôi nhà của họ, không có nhu cầu kết nối xã hội, chưa từng đi đâu, chưa từng được chụp ảnh. Có những trường hợp rất xúc động, những cụ già đến chụp ảnh làm căn cước công dân, các cụ nói tôi 70 tuổi rồi, chưa bao giờ được chụp một cái ảnh. Ông Lâm kể lại, thực tế ở vùng sâu, vùng xa là như vậy, nhưng theo Bộ trưởng Bộ Công an, ngay ở những thành phố lớn sôi động như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cũng có hàng trăm ngàn người chưa có các loại giấy tờ tùy thân. Họ là ai? Ông Tô Lâm nêu câu hỏi. Nói tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ ra đó là những người từ nhiều vùng đất nước đến thành phố để kiếm sống từ nhiều năm nay. Từ cậu bé đi đánh giày ra thành phố, lớn lên ở những góc phố Hà Nội, đến những người bán hàng rong, đi làm mướn. Cuộc sống của họ chỉ kiếm ăn qua ngày, ngủ ở nhà trọ, gầm cầu hoặc bất cứ chỗ nào có thể đặt lưng. Họ cũng có thể là những người lao động từ quê ra thành phố, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Các cháu sinh ra vẫn theo số phận bố mẹ, không có hộ khẩu, không có giấy tờ, không được đi học. Cứ như vậy, khi lớn lên lại tiếp tục đánh giày, lại đi vào cuộc sống khó khăn như bố mẹ đã từng. Bộ trưởng Bộ Công an nêu thực tế xót xa và nhấn mạnh phải tạo điều kiện đưa họ vào diện quản lý. Theo Đại tướng Tô Lâm, qua công tác quản lý dân cư, triển khai cấp thẻ căn cước và hiện đại hóa việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư nên đã phát hiện ra những bất cập nêu trên. Những khó khăn của người dân, đặc biệt những bất cập này bộc lộ rõ nhất sau đại dịch Covid-19. Đó là ý nghĩa, mục tiêu bảo vệ nhân dân. Với việc quản lý tận gốc, người dân có địa vị pháp lý, danh tính rõ ràng, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết hiện xử lý các thủ tục hành chính trên môi trường mạng đang giúp các giao dịch của người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn, tiết kiệm số tiền rất lớn cho công tác quản lý nhà nước. Sáng 10 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật căn cước sửa đổi. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, luật này đang được xây dựng nhằm mục tiêu rất quan trọng là tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu thứ hai là không để ai bị xâm phạm về đời tư cá nhân. Trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội về an toàn, an ninh thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, mỗi ngày có hàng nghìn cuộc tấn công, xâm nhập vào hệ thống nhưng vẫn không vượt qua được hệ thống bảo vệ. Ngay trong nội bộ cơ quan vận hành cũng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Bộ trưởng khẳng định sẽ đảm bảo mọi giao dịch của người dân và quyền bảo vệ dữ liệu, bí mật cá nhân. Đến nay chưa có cơ quan, đơn vị nào kêu ca thông tin này và hiện vẫn luôn đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin, không thể lợi dụng rút tiền, mạo danh, Bộ trưởng nhấn mạnh. Việc sử dụng thẻ căn cước sẽ được quy định rõ, sẽ không cơ quan, đơn vị nào có quyền giữ thẻ của người dân mà chỉ được sử dụng thông tin trong căn cước, ngoại trừ các cơ quan công an phục vụ cho điều tra. Trường hợp người dân vào khách sạn thì không ai có quyền cầm giấy tờ này. Bộ trưởng cho biết sẽ có quy định cụ thể. Bộ Công an phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 7, mọi người dân đều có căn cước. Bộ trưởng cho hay đã có 19 trên 63 tỉnh đã hoàn thành cấp căn cước đạt tỷ lệ 100%. Mặc dù quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót, nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tinh thần đúng, đủ, sạch, sống. Nói thêm về lợi ích của việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ông Lâm cho biết tới đây sẽ không phải thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở, từ đó sẽ tiết kiệm cho nhà nước. Căn cước sẽ tích hợp kết nối về bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sản xuất văn bằng chứng chỉ, in thẻ bảo hiểm y tế, sao y, chứng thực công chứng đều mang lại lợi ích rất lớn. Đơn cử khi tích hợp với sổ bảo hiểm y tế, sổ khám sức khỏe để biết được tình trạng sức khỏe nhân dân, giúp tính toán được các địa phương cần bao nhiêu bác sĩ, hệ thống y tế, chống gian lận trục lợi bảo hiểm y tế. Nghiên cứu từ các nước, Bộ trưởng cho hay thẻ căn cước của Việt Nam có tiến bộ hơn do ứng dụng công nghệ mới. Trực tiếp cầm một thẻ căn cước giới thiệu với các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Công an cho biết tích hợp cả tiếng Việt, tiếng Anh. Mã số trên thẻ có thể sử dụng trong việc đi máy bay cả ở trong nước và quốc tế. Trước đây mã số này chỉ có trên hộ chiếu. Bộ trưởng dẫn chứng ở cộng đồng châu Âu EC đi lại không cần hộ chiếu, visa, còn trong ASEAN chúng tôi cũng mong muốn điều này. Việc đi lại hiện không cần visa, tiến tới không cần sử dụng hộ chiếu, người dân chỉ cần căn cước, quẹt thẻ căn cước là có thể di chuyển, Bộ trưởng nhấn mạnh. Việt Nam là một trong số ít nước có tích hợp QR với nhiều thông tin trên căn cước công dân. Bộ Công an cũng tính toán đưa công nghệ sinh học vào quản lý, tránh trường hợp những người phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi nhân dạng hoặc không có dấu vân tay. Về kinh phí để triển khai cấp thẻ căn cước, Bộ trưởng Công an nói là từ các nguồn tổ chức quốc tế, tài trợ và xã hội hóa. Đơn cử phôi thẻ làm căn cước cũng do doanh nghiệp sản xuất với chi phí rẻ hơn nhiều so với nhập khẩu. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng người dân sử dụng thẻ này sẽ bị theo dõi. Do trên thẻ không có sóng, không có tín hiệu nên không thể có chức năng theo dõi. Hiện Bộ Công an và Công an địa phương vẫn đang triển khai làm căn cước công dân. Bộ trưởng cho biết qua quá trình làm, phát hiện, bỏ lọt rất nhiều người chưa từng được thống kê, kể cả trong thống kê dân số. Bộ trưởng thông tin, chúng tôi phát hiện có những người chưa bao giờ từng đi ra khỏi làng, bản, ấp, thôn. Những người này chủ yếu thuộc nhóm yếu thế như người già không nơi nương tựa, người nghèo, ốm đau bệnh tật, tàn tật. Họ không có nhu cầu kết nối xã hội, chưa từng đi đâu, chưa từng được chụp ảnh. Khi công an đến tìm họ xúc động lắm, có những cụ già chia sẻ 70 tuổi chưa bao giờ chụp ảnh thẻ. Ngay cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều người từ các vùng vì mưu sinh nên di cư đến. Họ đến hàng chục năm nay, tới vì con cái sinh ra vẫn như bố mẹ là không có hộ khẩu, không giấy tờ, không được đi học. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những hoàn cảnh như trên không phải cá biệt, vùng nào cũng có. Cho nên, luật được sửa đổi mới nhằm mục đích bảo vệ mọi đối tượng, mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Bộ trưởng cũng chia sẻ, việc có trung tâm dữ liệu sẽ tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Trước đây cơ quan nhà nước có một cửa tiếp dân đã thuận lợi rồi, bây giờ không có cửa nào nữa, tất cả làm việc trên môi trường điện tử. Khi người dân có địa vị pháp lý, danh tính rõ ràng thì giao dịch vô cùng thuận lợi, ngồi ở nhà vẫn làm được các thủ tục hành chính, vẫn làm việc được với cơ quan nhà nước. Bộ Công an có 245 thủ tục hành chính, tất cả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Trước đây xin cấp hộ chiếu mất nhiều thời gian, từ cảnh xếp hàng tới tập hồ sơ dày, bây giờ chỉ cần có căn cước, công dân có thể tự làm thủ tục, sau đó cơ quan cấp đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, tự in ra rồi gửi đến người dân. Từ dẫn chứng thực tế, Bộ trưởng khẳng định những tiện ích này vô cùng lớn. Bộ trưởng Tô Lâm cũng giải thích việc luật căn cước công dân bây giờ đổi thành luật căn cước nhằm chính xác bao hàm hơn. Đây không phải là giấy chứng nhận công dân, luật quốc tịch đã bao hàm vấn đề này. Ở đây có những người bị tước đi một số quyền công dân trong trại giam, chịu án tù nhưng vẫn phải có căn cước vì họ có quyền sở hữu tài sản, đăng ký chủ nhà, chủ đất, chủ xe ô tô. Không ai có thể tước đi những quyền này được, Bộ trưởng lý giải. Vì vậy, cách gọi là căn cước công dân sẽ không chính xác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!